Đào Minh Quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân dân đang chờ ngày vui nó ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân xây cơ đồ hồn thiên sông núi, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu, anh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Đây là tiếng nói của Cục Dân vận, kênh truyền thông của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Tôi là Julia Bùi, xin trân trọng kính chào Tổng thống Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đại biểu, quý đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn cầu. Kính thưa quý vị, Cục Dân vận nhận được vinh dự do chính Tổng thống Đào Minh Quân thành lập. Sau khi lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của các hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa vào tối ngày 27 tháng 4 năm 2019 tại Tụ Nghĩa Đường, căn cứ của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Adelanto, California, USA. Cục Dân vận có mục đích truyền tải thông tin trung thực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đến cho tất cả quý đồng bào, nhân sĩ trên toàn cầu. Trong đêm sinh hoạt của Liên đoàn Hậu duệ Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, một số anh chị em và các vị tướng lãnh đã tích cực trao đổi kiến thức với nhau. Chúng tôi đã bàn bạc kế hoạch để có thể đưa được thông tin thật về những hoạt động của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và tiểu sử thật của Ngài Đào Minh Quân, người hiện đang được đông đảo đồng bào trong và ngoài nước đề cử làm Tổng thống của nền Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2019, tại cùng địa điểm, các vị tướng lãnh đã trình lên Tổng thống Đào Minh Quân về đêm sinh hoạt và ý kiến chung của Tổng Liên đoàn Hậu duệ Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa về việc thành lập kênh truyền thông mới và đã được Tổng thống chuẩn thuận. Kênh truyền thông này được đặt tên là Cục Dân vận và được phép hoạt động để phục vụ cho công cuộc đấu tranh triệt hạ tà quyền Cộng sản Việt Nam và đánh đuổi kẻ thù xâm lược Trung Cộng nhằm lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Chúng tôi và các anh chị em trong Cục Dân vận là người thật, việc thật, với tấm lòng đầy nhiệt huyết, làm việc không vụ lợi, với tôn chỉ, duy thật, lập cộng, sẽ đưa đến nhiều tin tức trung thực cho quý vị thường xuyên và tích cực kêu gọi mọi người dân trưng cầu dân ý để sớm mang nền Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa về trên quê hương, đem lại ấm no, hạnh phúc đến cho toàn dân, thoát khỏi ách nạn Cộng sản trong công cuộc hán hóa bởi Tàu Cộng, chỉ đạo do Cộng sản tại Việt Nam thực thi. Việc quyết tâm lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, việc thành lập Cục Dân vận với mục đích là truyền đạt thông tin của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa thật rộng rãi trên toàn thế giới, để tất cả những người con thân yêu đất Việt dù sinh sống ở đâu cũng hướng về quê mẹ. Cục Dân vận sẽ giúp quý nhân sĩ, đồng bào toàn cầu hiểu rõ hơn về nền Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, giải đáp mọi thắc mắc cho tất cả những ai chưa biết, muốn tìm hiểu về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, tìm hiểu về Tổng thống Đào Minh Quân là ai. Vốn dĩ là người Việt Nam chân chính yêu nước thương dân, Tổng thống Đào Minh Quân của Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã đưa ra tiêu chí mang tính nhân văn, nhân ái rõ rệt. Bỏ cộng còn Việt,
Việc không giết Việt. Cục dân vận cũng sẽ giúp đồng bào nhìn rõ sự thật về tên Việt Giang Hồ Chí Minh là ai. Bản chất độc ác, bạo tàn, độc tài toàn trị, phá hoại, bán nước cầu vinh, gian manh, xảo trá, côn đồ, phi nhân bản của nhà cầm quyền cộng sản đương thời như thế nào. Chúng ta cần phải làm gì hòng đẩy lùi những con người vô học, vô liêm sĩ này thoái vị để xây dựng lại quê hương xã tắc. Kính mời quý vị theo dõi kênh thông tin truyền thông Cục Dân Vận để biết Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã dùng công pháp quốc tế với bằng chứng phạm pháp của Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam kiện chúng ra Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, International Criminal Court, mà hiện tại đã được tòa án chấp nhận đơn và đang thụ lý. Cục Dân Vận sẽ mở rộng tầm nhìn quan trọng của việc tái khởi động Hiệp định Paris 1973 và Hiệp định Geneva 1954 và hiệu quả của hai hiệp định trên sẽ có lợi ích gì cho toàn dân tộc Việt Nam. Sau cùng, Cục Dân Vận sẽ mở rộng tầm nhìn về lợi ích quyền công dân của mỗi người, về việc tại sao mỗi cá thể con người Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước phải trưng cầu dân ý. Nếu người Việt Nam chúng ta không hành động bằng trưng cầu dân ý để lấy thế quốc dân, phối hợp cùng thế quốc tế, đánh tan cộng phỉ, thì phải hành động bằng cách nào để giảm tương tàn, đổ máu do chiến tranh gây ra? Hãy vì con cháu chúng ta mà hành động bằng một lá phiếu để chứng tỏ rằng tôi là người Việt chân chính, yêu nước, dù trong mọi hoàn cảnh sống nào. Hãy góp một bàn tay với Tổ quốc Việt Nam đang đau đớn. Xin mời quý nhân sĩ yêu nước và đồng bào đón xem và lắng nghe kênh truyền thông Cục Dân Vận tại các kênh truyền thông và các fanpage như Facebook, YouTube vào các ngày trong tuần. Trong thời gian sơ khai, công việc của Cục Dân Vận sẽ tiếp tục phát triển để phục vụ khán thính giả. Nếu chúng tôi có điều gì sơ suất, mong quý vị và các bạn lượng tình tha thứ. Mọi sự đóng góp xin liên lạc bằng cách gửi điện thư về hộp thư Cục Dân Vận A Còng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời viết tắt .com. Website www.chinhphuquocgia.com. Để góp sức cho công cuộc giải thể tà quyền cộng sản theo thế quốc dân, yêu cầu trưng cầu dân ý qua link an toàn www.trưngcầudânyviếttắt.us. Chương trình mở đầu của chúng tôi với mục đích giới thiệu kênh thông tin Cục Dân Vận đến đây xin tạm dừng. Nguyện xin trời Phật, đấng tối cao, hồn thiên sông núi, luôn độ trì cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành chí nguyện giải thể tà quyền cộng sản, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình truyền thông của chúng tôi. Mong quý vị ghi tên và chia sẻ thông tin này thật rộng rãi đến với mọi người. Bài viết từ đồng nhiệm Thái Huỳnh và Nguyễn Nguyễn. Vào trang tcdi.com, giao diện sẽ hiện ra, bạn điền thông tin vào mẫu có sẵn. Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số căn cước và những thông tin liên lạc như Facebook, email, số điện thoại và người giới thiệu. Bình minh tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn. Chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Đoàn kết chung dựng xây Tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tươi
tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường giữa thế gian. Sau đó chọn có hoặc không, đồng ý chọn có, không chọn không. Đồng ý tham gia chọn có, không thì chọn không. Xác nhận thông tin đúng sự thật, chọn có, kiểm tra lại thông tin và ấn gửi. Một thông báo sẽ xuất hiện, ghi lại mã số này, để có quyền lợi cho mai sau. Điều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu Đào Minh Quân, thương dân vì nước quên mình. Hãy chuẩn bị cờ vàng, cùng chào đón chính thể Cộng hòa trở lại trên quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do, Canh Tí 2020. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống trên đường giữa thế gian. Chứng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân. Chứng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân. Chứng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân. Chứng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân.